6 lô liền kề mặt tiền đường nhựa số 41 Minh Long giá chỉ 625 triệu ngay ngày hôm nay với diện tích ngang năm sâu cho 56 m nha quý vị và có 50 m thổ cư đất ở đô thị. Và hiện tại trọng thời đang có mặt tại phường Minh Long nha quý vị. Từ đây chúng ta di chuyển hai trung tâm của phường Minh Long chỉ 2 km và di chuyển hai đường DT 751 cũng chỉ 1 km. Với diện tích đất này tha hồ rộng để chúng ta xây nhà, để ở này, xây cho thuê chúng ta đều có thể xây dựng được. Chúng ta có thể thấy ạ. 5 lô liền kề. Lô số 1 nha quý vị. Đây, cực đẹp ạ, à. nằm trên mặt tiền đường nhựa với lộ giới của mặt tiền đường này là 16 m nhá. Rồi, lô số 2. Hiện tại mới đóng cọc nha quý vị, mới đóng cọc. Đó. 3 4 5. 5 lô liền kề. 5 lô liền kề. Giá cực rẻ đúng không quý vị? Với cái giá này với cái giá này là chủ đã cắt lỗ so với thời điểm trước là 40% quý vị ơi. Giá ngày hôm nay chỉ 625 triệu chúng ta đã có 5 m mặt tiền đường nhựa và sâu tới 56 m Và chúng ta có thể thấy ở vị trí này dân cư đã sống rất là đông đúc rồi Chạy theo hướng này 5 km chúng ta tới khu nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng Hàn Quốc và Minh Hưng Shikiko Hướng ngược lại chúng ta ra 1 km chúng ta tới đường DT751 Theo trục DT751 với lộ giới 42 m Rẽ phải chúng ta về Tây Ninh và đi à, sang cửa khẩu Mộc Bài Rẽ trái chúng ta ra ngã tư Trân Thành và đi khu nghiệp BKM Trân Thành Bình Phước chỉ 5 km Và chạy thẳng theo đường này chúng ta tới khu công nghiệp trên thành 1 và 2 ở phường Thành Tâm cũng chỉ 4 km. Với vị trí này chúng ta có thể xây dựng cho thuê nhà trọ đều được. Ai mà sở hữu được hai lô ở đây ngang 5 sâu 5 năm 10 sâu 55 m. hơn trăm hơn 500 m vuông là chúng ta xây nhà trọ hoặc là xây nhà mái thái, xây những căn biệt thự mini đều được cực đẹp nha quý vị. Mà ai có tài chính tốt nữa chúng ta lấy cả năm lô này. Đó, với cái giá này đầu tư 1 2 năm sau chúng ta chắc chắn sẽ có lời. À, không lời ít thì lời nhiều nha quý vị Và tại thời điểm này Chủ kẹt tiền mới phải bán cái giá này thôi Trên mặt tiền đường nhựa Mà cái giá 625 triệu là cực rẻ rồi Mà cách trung tâm phường chỉ 2 km Là quá rẻ luôn Và cái giá này Giá đất ở đô thị mà giá nông thôn Mà đất ở đường nhựa mà giá của đường bê tông luôn nha quý vị Đó, quan tâm liên hệ cho Trọng Thơ Qua số điện thoại 0962 854 858 Gọi cho Trọng Thơ Trọng Thơ lên đón và lên xem đất Và chốt nha